Lại nữa, thiện nam tử nói hồi hướng khắp hết là từ lúc ban đầu lễ lạy cho đến tùy thuận hết thảy công đức, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh tịnh pháp giới hư không giới, nguyện khiến cho chúng sinh thường được an lạc, không có các bệnh khổ. Muốn hành pháp ác đều không thành tựu, tu các nghiệp thiện đều sớm thành tựu, đóng cửa tất cả các loài ác, mở bày con đường trời người niết bàn. Nếu các chúng sinh đã tích tập các nghiệp ác, chiêu cảm tất cả quả khổ rất nặng, thì con thọ thế cho họ, khiến cho những chúng sinh đó đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu vô thượng bồ đề. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, dù cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng hồi hướng của con đây không hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không nhàn mỏi. Thiện nam tử, tôi lại nói, thế nào là đều hồi hướng khắp? Từ nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật, cho đến luân thuận chúng sinh. Trong những thời gian này, tu những hạnh môn này, có vô lượng công đức. Bây giờ đem những công đức đó hồi hướng hết, tức cũng là bố thí cho tất cả chúng sinh, tịnh pháp giới hư không giới. Mong muốn những công đức đó khiến cho tất cả chúng sinh luôn luôn thường được an lạc, tất cả các bệnh khổ đều được tiêu trừ. Nếu như chúng sinh hành pháp ác đều khiến cho họ không thành tựu, còn tu các nghiệp thiện thì đều sớm được thành tựu. Đóng bít cửa tất cả các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula, mở bày ra con đường trời người, nói rõ cho mọi người biết làm người như thế nào. Nếu muốn làm người thì phải thọ năm giới, nếu muốn sinh về cõi trời thì phải thọ năm giới, làm 10 điều lành. Bạn muốn đắc được niết bàn thì phải tu 4 đế, 12 nhân duyên, lục độ. Tu lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo thì sẽ đắc được thường lạc ngã tịnh, 4 đức, niết bàn an vui. Nếu thuở xưa các chúng sinh đã tích tập nhiều nghiệp ác, chiêu cảm tất cả quả khổ rất nặng, thì Bồ Tát Phổ Hiền tôi nguyện thọ quả khổ thay thế cho họ, khiến cho những chúng sinh đó đều được giải thoát. Vô cầu, vô thúc, vô quái, vô ngại, chẳng có quả khổ chướng ngại, rốt ráo thành tựu vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các bạn hãy nhìn xem, Bồ Tát Phổ Hiền thật là quá từ bi. Nếu chúng ta chẳng tu hành thì thật là có lỗi, vì với Bồ Tát Phổ Hiền, hiện tại chúng ta chẳng thọ khổ nhiều là do Bồ Tát Phổ Hiền đã thay thế chúng ta thọ rất nhiều rồi. Nhưng Bồ Tát Phổ Hiền chẳng nói với chúng ta rằng, tôi đã thay thế các vị thọ khổ rất nhiều, khổ một ngày, khổ một năm, khổ một đời, tôi đã thay thế các vị thọ rồi. Hiện tại, các vị nên cảm tạ tôi, mời tôi ăn cơm hoặc ăn bánh uống trà. Các vị nên cảm tạ tôi. Không có, Ngài cũng không cần bạn cảm tạ Ngài, cũng không cần bạn mời Ngài. Chúng ta nghe kinh chỗ này nên khóc lóc rơi lệ để cảm tạ Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát tu hồi hướng hết thảy công đức như vậy, hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh. Đây là việc nên làm của Bồ Tát. Bồ Tát chuyên lợi ích cho người khác, chẳng phải lợi ích cho chính mình, cho nên công đức đắc được đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Dù cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh cũng chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nhưng nguyện lực hồi hướng của con đây vĩnh viễn không hết được. Mà hư không, chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh, vĩnh viễn
chẳng bao giờ hết. Cho dù những thứ đó có hết, nhưng nguyện lực hồi hướng của con đây vẫn không khi nào hết được. Niệm lực này vẫn liên tục không gián đoạn. Thân lời ý nghiệp của con luôn tu 10 lời nguyện này, vĩnh viễn, không khi nào nhàn mỏi, ngày đêm tinh tấn, hành pháp, muôn nguyên, vương này. Hiện tại, mọi người đã minh bạch 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền rồi. 10 nguyện lực này và hư không, tranh dài ngắn, dù hư không chẳng còn nữa, nguyện lực của Ngài cũng không bao giờ hết. 10 nguyện vương này chẳng phải chỉ riêng Bồ Tát Phổ Hiền tu trì. Nếu chỉ riêng một mình Ngài tu 10 nguyện vương này, thì Ngài cũng không cần phát biểu 10 điều nguyện vương này ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Dạy chúng ta, tất cả chúng sinh đều tôn chiếu 10 điều nguyện vương này, tu hành. Ngài phát tâm rộng lớn vô biên, tâm lượng hư không, tâm lượng đồng pháp giới này, đem hết thảy công đức của mình đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hết thảy chúng sinh và nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền hợp thành một. Tức là hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát Phổ Hiền, hết thảy Bồ Tát lại đến giáo hóa chúng sinh. Chẳng phải nói chỉ có Bồ Tát Phổ Hiền một người mới là Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu bạn y chiếu 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này mà tu hành, thì bạn tức cũng là Bồ Tát Phổ Hiền. Tôi y chiếu 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành, thì tôi tức cũng là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ là tiện lợi, Hiền là hiền thánh, nghĩa là khắp cùng pháp giới, tất cả chúng sinh đều xưng là hiền thánh. Cho nên nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này chẳng riêng để cho Bồ Tát Phổ Hiền dự bị, mà là sợ chúng sinh chẳng minh bạch tu hành như thế nào. Cho nên 10 đại nguyện vương kêu bạn y chiếu đại nguyện vương này mà tu hành. Cho nên bạn nghe 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, không nên nói đây là vì Bồ Tát Phổ Hiền nói, chẳng phải vì tôi nói. Chúng ta nghe phương pháp tu hành 10 đại nguyện vương rồi, cũng nên phát đại nguyện y pháp tu hành. Hết thảy lễ tán cúng dường Phật, thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân, tùy hỷ sám hối các căn lành, hồi hướng chúng sinh và Phật đạo. Ở trước lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, hợp lại gọi là lễ tán Như Lai, rộng tu cúng dường phước, tức cũng là rộng tu cúng dường Phật. Phật là đứng phước huệ đầy đủ, con dùng tâm thành khẩn, nhờ nguyện lực 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thỉnh Phật thường trụ ở đời chuyển bánh xe diệu pháp, nhờ tùy hỷ công đức và sám hối công đức mà sinh ra đủ thứ căn lành. Vì trải qua sự sám hối thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ, khi tội nghiệp tiêu trừ thì căn lành sẽ tăng trưởng. Hết thảy căn lành của tôi chẳng giữ lại cho chính mình, mà là đem hết thảy công đức tùy hỷ sám hối, đủ thứ các căn lành, đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hết thảy tội nghiệp của pháp giới chúng sinh đều hoàn toàn giao hết cho tôi thọ nhận. Tôi có thể thay thế chúng sinh thọ khổ, đem hết thảy công đức đều hồi hướng cho chúng sinh và Phật đạo. Sammo di soha.